Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sau Tết rồi, sau Tết rồi, mặc dù Tết đã qua nhưng hương vị Tết vẫn còn. À, chúng ta sẽ làm món gì đây? Kính thưa quý vị, ở nhà sau những ngày Tết thì rõ ràng là nhà ai cũng trái cây rất nhiều. Chúng ta có thể chế biến những cái loại trái cây này để thành những món ăn thật là đẹp mắt cho đại bạn bè cũng như là gia đình hoặc là nhất là để cho các con của chúng ta có dịp ăn được trái cây tươi Tại vì nếu mà mình để nguyên thủy thì các cháu sẽ không có chịu ăn đâu Cho nên mình phải cắt ra những cái loại như là trái chuối nè Rồi thanh long, xoài hay dưa hấu quý vị thấy không Quý vị phải cắt ra trái dưa hấu thì Uyên Thi sẽ cắt bỏ vỏ đi Mình để trên bàn thờ lâu ngày thì ít nhất là 3 ngày rồi Ở bên trong quý vị thấy có những chỗ nó đã mềm và những chỗ nó đã nó, nó, nó mặc dù nó chưa hư nhưng mà những thứ thì nó mềm mình ăn nguyên miếng như vậy sẽ không ngon bây giờ chúng ta lựa những miếng nào cứng chúng ta cắt ra vuông vuông còn những miếng nào mà nó mềm chúng ta bỏ vào cắt nhỏ bỏ vào trong cái một cái tô để chúng ta làm food cocktail cho các cháu ăn lê cũng bị cũ nữa quý vị cắt bỏ vỏ đi sau đó mình cắt ở bên trong và mình cũng cái nào mà um, ở cái bìa thì mình cắt nhỏ bỏ vào trong cái tô, tô cocktail rồi chuối mình cũng cắt ra nhỏ rồi thanh long xoài mình cũng cắt mỗi thứ ra những cái nào mà ở giữa thì mình cắt thành vuông và cái nào mà xung quanh mình cắt nhỏ nhỏ bỏ vào trong tô tô food cocktail thì quý vị cắt nhỏ ra nho cũng vậy quý vị cắt nhỏ ra nhãn quý vị bỏ vỏ để nguyên hộp bởi vì khi ăn thì mình sẽ nhằn hộp ra cam cũng vậy chúng ta cũng sẽ cắt ra vỏ đi rồi chúng ta cắt cái ruột cam ở trong bỏ vào sau đó chúng ta cho vào một khoảng chừng hai muỗng canh đường chúng ta xóc đều và cất vào trong tủ lạnh khi nào ăn quý vị mới mang ra để mà bỏ vào ly Tiếp theo những cái trái cây mà chúng ta cắt vuông như vậy chúng ta sẽ xiên bỏ vào trong một cái cây và khi mà chúng ta xiên vào cây như vậy thì bảo đảm các con cháu của chúng ta sẽ đòi ăn ngay và mỗi cháu sẽ ăn có thể cho tới hai cây cho tới ba cây đó thưa quý vị. Tại vì nó đẹp mắt. Khi mà chúng ta muốn ăn thì chúng ta sẽ mang cái ly một cái ly ra ở dưới chúng ta để một ít đá, sau đó chúng ta múc cocktail, tất nhiên trái cây đó, fruit cocktail là những cái loại trái cây, chúng ta để lên trên làm một cái rổ decoration là chúng ta sẽ cắt một ít trái cây nhỏ 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 ra nước đá chúng ta đập nhỏ ra và dùng một cái đồ mà vắt chanh á mình sẽ để một cái miếng plastic wrap vào và mình để đá vào vào sau đó mình bấm nhẹ thì nó sẽ mình mở ra nó sẽ có một cái rổ giống như là rổ đá và mình bỏ những cái trái cây nhỏ nhỏ vào trong này cùng với một miếng rau như vậy là chúng ta có một ly cocktail rất là ngon nếu quý vị nào đãi cho con nít thì ăn không có rượu nhưng mà nếu mà cho người lớn quý vị có thể cho một ít rượu rum vào trong cái ly cocktail này cho nó hấp càng thêm hấp dẫn và thêm mùi vị hương vị của ngày Tết thưa quý vị. Rồi uyên thi sẽ chia sẻ để cho chúng ta có thể làm những cái ly cocktail nước để cho đại bạn bè của ông xã mình hoặc là bạn gái của mình nhưng mà nhìn nó lạ nó đẹp nữa. Quý vị chỉ cần bỏ vào vài cục đá vô trong một cái đồ xét rượu tất nhiên là đồ mà mix rượu đó thưa quý vị quý vị bỏ một ít sữa vào khoảng 2 cho tới 4 ao sữa vào và chúng ta xích, lắc cái cái mạnh cái bình này lắc cho thiệt là nhiều, sau đó quý vị đổ ra một cái ly, cái ly đó quý vị cũng nên cho một vài cục đá vào. Cái min syrup nè, quý vị đổ vào một ít. Rồi quý vị sẽ cho Midori một ít, tức như một loại rượu cocktail đó thưa quý vị. Rồi quý vị cho strawberry syrup vào và quý vị ở trên quý vị có thể cho một ít nước chanh đó thưa quý vị để cho cái mùi vị nó thêm chua chua cho cái vị rượu nó không có bị quá ngọt thì nó ngon hơn có thể cho một ít cái rượu liquor mà rum nhưng mà nó có mùi coco đó thưa quý vị tức như là mùi dừa đó và chúng ta cho một chút một cái miếng lá rau thơm lên như vậy là chúng ta có một ly cocktail à, ở trên quý vị cũng khi mà quý vị làm ra quý vị sẽ thấy là cái ly nước ly cocktail của chúng ta có từng tầng từng tầng từng tầng một rất là đẹp và um, hồi nãy nguyên thi có một ít trái cam nguyên thi cũng uh, bỏ vào trong cái hũ này và mình bỏ vào một ít cái trái uh, passion fruit nó đã cũ đó thưa quý vị quý vị cho đường vào cho đá vào cứ quậy lên như vậy là chúng ta lại có thêm một ly nước passion fruit orange orange passion fruit nữa và chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ chúng ta có thể làm được rất là nhiều những cái trái cây như vậy thanh toán được đi mà lại là còn thấy nó lạ mắt và đẹp mắt nữa Con cái chúng ta sẽ ăn hết những cái trái cây này và đó là chương trình fruit cocktail ngày hôm nay để chúng ta thanh toán tất cả những cái trái cây cũ hư hoặc là những cái trái cây mà mình nghĩ rằng không ai ăn tới mà chúng ta sẽ biến chế nó thành những cái món thức ăn thật là đẹp mắt và thật là vui viên thi kính chúc quý vị thành công và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau